Với diện tích 1.500m2, đất, vườn kém hiệu quả, năm 2017, gia đình chị Nguyễn Thị Hợi ở thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi trồng cây thanh long ruột đỏ, bước đầu cho hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng sản phẩm, gia đình chị Hợi đã sản xuất theo quy trình Việt Gáp, không ngừng sử dụng các loại phân bón hóa học phòng trừ sâu bệnh bằng chủ công như bắt tay và tự chế, bả chua ngọt, rồi gắn bã trực tiếp lên các cây, như đó chất lượng thanh long luôn đảm bảo quả có vị ngọt mát tròn đều và đẹp mắt nên được người tiêu dùng ưa chuộng thương lái người dân đến tận vườn thu mua theo chị Hợi thời gian thu hoạch thanh long ruột đỏ đầu tháng 4 tháng đến tháng 12 hàng năm một năm cho thu hoạch 6 lứa quả 20 đến 30 ngày thu hoạch một lứa với giá bán dao động từ 25.000 đến 40.000 đồng trên 1 kg mỗi năm khi trừ chi phí gia đình thu nhập trên 80 triệu đồng để có được kết quả như ngày hôm nay chị hợi chia sẻ đó là sự nỗ lực của bản thân chị và gia đình chị luôn mong muốn sẽ có một vườn cây ăn quả sạch vừa cho thu nhập ổn định vừa có thể cải tạo môi trường cảnh quan gia đình tạo không khí trong lành xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp nghĩ là làm từ khi chị hợi bắt tay vào trồng cây thanh long với những khó khăn trồng chất khó khăn khi cây bị bệnh tận dụng mạng internet để học hỏi và tham gia vào nhóm giống cây trồng miền nam nhưng khi chị chia sẻ là người miền Bắc thì không ai chia sẻ kinh nghiệm với chị. Đã mấy ngày mất ngủ vì vườn thanh long có nguy cơ bị phá bỏ do bị bệnh. Nhưng với sự kiên trì, chị Hợi đã thuyết phục được quản trị viên của nhóm giúp chị. Nhờ vậy, vườn cây thanh long đã được cứu. Hai năm đầu khi chưa có thu nhập từ quả thanh long, chị Hợi đã lựa chọn việc lấy ngắn nuôi dài, trồng sen cây hành trăm và giống lúa hương thơm 61 để có thu nhập tiếp tục đầu tư nuôi thanh long. Nhờ sự kiên trì chịu khó cùng với tính ham học hỏi nên giờ đây gia đình chị Nguyễn Thị Hợi đã có một vườn cây thanh long xanh mướt, hoa trái xum xuê như mong ước. Chị nói, nhờ vào chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với sự giúp đỡ xã, đặc biệt là hội làm vườn cùng với chủ trương xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp đã tạo động lực cho gia đình chị thay đổi. Trước đây, mặc dù đất rộng nhưng gia đình chỉ trồng các loại cây lạc ngô cho thu nhập thấp, mà không chăm sóc lại nhiều, trong khi đó cảnh quan lại không đẹp. Từ khi mô thực hiện mô hình về cây, từ khi thực hiện mô hình về xây dựng nông thôn mới, gia đình đã từng bước cải tạo vườn tạp thành vườn đẹp, tiến tới xây dựng vườn mẫu. Hơn nữa, gia đình phát triển kinh tế bằng mô hình trồng thanh long cho thu nhập ổn định với hiệu quả kinh tế mang lại và nguồn cung trên thị trường tương đối ổn định mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở xã thúy sơn đang được người dân nhân rộng diện tích ở những diện tích đất vườn đồi để nâng cao thu nhập đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương